Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Các anh chị thân mến, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái dự án khá là hay trên nền tảng của Near. Nó có tên là Cheddar Farm. Đây là một cái dự án khá là thú vị mà họ có thông báo là vào ngày 23 tháng 9, nếu như mà chúng ta staking một cái đồng Near thì chúng ta sẽ nhận lại được một cái đồng Cheddar. Thì cái thời gian triển khai nó sẽ là lúc 0 giờ giờ UTC, có nghĩa là 7 giờ sáng Việt Nam nha các anh chị, vào ngày 23 tháng 9. Cái chương trình này nó sẽ hết vào ngày 12 tháng 10 vào lúc 11 giờ 59 phút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái Cheddar Farm này nó làm về cái gì. Thì các anh chị có thể vào cái website chính, nó tên là cheddar.farm. Thì các anh chị có thể thấy ở đây á, thì họ có nói về cái đồng token Cheddar ha, là một cái token loyalty, là một cái token về khách hàng thân thiết cho các anh chị. Và gieo farm trên nền tảng của Near Protocol, giữ cái Cheddar và tham gia vào cái chương trình Power Up này nè. Do Cheddar này hợp tác với các cái DApp này á, thì chúng ta sẽ tăng thêm cái quyền lợi. Ví dụ như chúng ta sẽ được farm nó cái lãi suất cao hơn, hoặc là chúng ta sẽ được giảm giá mua cái token, hoặc là chúng ta sẽ tham gia vào các cái DApp với một cái chương trình độc quyền nào đó trong cái hệ sinh thái của Near. Rồi Cheddar này đó, thì họ có cái nhiệm vụ đó chính là họ sẽ xây dựng một cái hệ thống khách hàng thân thiết trên nền tảng của Near bằng cách kết hợp các cái DApp trên nền tảng của Near, đưa ra các cái chương trình cho khách hàng của Near. Mục đích của cái chương trình này đó chính là họ thu hút được các khách hàng trên nền tảng của Near sử dụng cái dịch vụ trên nền tảng của Near lâu hơn, giúp cho cái total value lock của Near nó được cao hơn, nó ổn định hơn và nó bền vững hơn. Thì cái token Cheddar Farm này nó là một cái token có lạm phát nha các anh chị, và nó không có mass supply, có nghĩa là nó có thể phát hành unlimited luôn. Và cái đợt đầu tiên họ phát hành ra đó chính là họ phát hành ra 10 triệu cái đồng Cheddar này. Cái roadmap của họ thì các anh chị thấy họ có phase 0, phase 1, phase 2, phase 3. Thì phase 0 họ sẽ min ra cái đồng Cheddar này ban đầu. Cái phase 1 thì staking để farm min nó ra. Cái phase 2, phase 3 thì phase 2 là họ sẽ cung cấp thanh khoản. Rồi cái phase 3 thì là họ sẽ sử dụng cái giao thức DAO này cho cái việc họ farm ra cái đồng Cheddar. Thì bây giờ chúng ta, nếu các anh chị có thể tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta có thể qua bên cái white paper của cái dự án này á, các anh chị có thể overview nó và các anh chị có thể đọc các cái chương trình ở trên đây. Thì phần lớn là tôi cũng đã vừa khái quát cho các anh chị rồi đó. Thì cái Cheddar này á, thì các anh chị hiểu là chúng ta đi đến một cái chương trình là họ sẽ phân phối cái token nè. Thì bước đầu họ sẽ phân phối ra 20 triệu. Nhưng mà trong đó thì các anh chị thấy là có 10 triệu ở đây á, là họ sẽ dùng cho, họ khóa lại 6 tháng nha các anh chị, để cho cái quỹ dự trữ DAO Treasury này nè. Rồi cái chương trình, họ có một cái chương trình gọi là Free Community Farming. Thì cái chương trình này á, là họ không có giới hạn cái lượng token mà họ trả ra chúng ta bao nhiêu. Nhưng mà cứ mỗi một Near các anh chị staking vào thì các anh chị nhận về một cái đồng Cheddar. Và cái thời hạn thì 20 ngày. Rồi ở đây thì họ sẽ dành ra khoảng 8 triệu này cho các cái partnership trên nền tảng của Near Protocol. Còn giao thức DAO thì tôi đã trình bày các anh chị rồi, họ có 50% là 10 triệu. Họ lock lại 6 tháng. Rồi cái chương trình mà cho cộng đồng thì họ nói là no cap nha các anh chị. Các anh chị có bao nhiêu thì đổi ra bấy nhiêu. Rồi về farming thì họ có hai cái phase, các anh chị có thể xem ở đây. Cái phase 1 của họ là dành cho cộng đồng, là chúng ta đang ở đây nè các anh chị. Thì mỗi một cái đồng mà các anh chị staking vào đây là cái đồng Near, thì các anh chị sẽ nhận, hoặc là cái đồng ST Near, trong vòng 20 ngày thì các anh chị sẽ nhận ra được một cái đồng Cheddar nha các anh chị. Sau đó thì họ sẽ triển khai cái phase 2 là dành cho những người staking và cung cấp thanh khoản. Thì các anh chị có thể xem ở đây, khi đó thì họ có một số các cái function ở đây nè, thì các anh chị có thể xem thêm cái phần này. Rồi cái dự án này thì các anh chị, chúng ta không có tìm thấy nó trên cái hệ sinh thái của Near, chính là chúng ta vào cái trang awesomenear.com thì chúng ta không có thấy cái dự án này. Cho nên là bước đầu một số các anh chị sẽ rất là lúng túng, nếu như mà cái dự án này nó xây dựng trên Near thì nó có mối quan hệ nào với Near, và có cái thông tin nào để xác thực là nó có mối quan hệ với Near hay không, hay là một cái dự án mà do ai đó lập ra để cho các anh chị staking trên nền tảng này, rồi sau đó nó sẽ tháo bull, nó sẽ lấy hết cái phần Near của các anh chị.
thì có những cái cơ sở để các anh chị có thể tham qua. Thứ nhất là cái này nó đã được Near Daily đóng dấu và đưa lên trên cái register của mình. Thì đây là một cái thông tin nó chính thống nha các anh chị. Cái thứ hai á, thì tôi sẽ cung cấp cho các anh chị, sau khi tôi tìm tòi ra thì tôi thấy có một cái này. Ở đây là cái trang near.org, nó có cái tên là, nó có một cái buổi nó dùng để nó posting cho cái việc này. Thì ở đây các anh chị thấy là governance.near nè, là cái trang này á, dành cho những người vào đây để bỏ phiếu cho cái chương trình mà của Near các anh chị ha. Thì ở đây á, họ nêu ra là cái JEDA này nè, nó có là Genesis Mining, có nghĩa là cái đào ra cái đồng mà JEDA này ban đầu đó. Thì họ có nêu đây là hơn 2 tháng nè, cái số lượng cái group của Nearverse này nè, họ đã xây dựng ra cái cộng đồng này. Thì các anh chị có thể đọc thêm cái này ha. Cái hội đồng của họ thì đó, họ đã làm ra nè. Họ có 40k là làm cho cái gì nè, rồi chi là 40k chết đa làm sao nè. Đây các anh chị vào đây, các anh chị đọc cho kỹ cái phần này. Rồi cái cộng đồng farm là no cap nè, một nia bằng một chết đa nè, sau 20 ngày ha. Họ cũng đã có những chương trình này, họ vote ra từ 27 tháng 8 rồi nha các anh chị thấy đây. Rồi đó, họ có những cái chương trình partnership là 8 triệu như thế nào đó, thì họ cũng đã thông qua hết rồi các anh chị. Tổng ban đầu là 20 triệu nè. Rồi họ cũng đã đấu giá cái token Matic này luôn nè. Có hai team họ sẽ đấu giá 2 triệu ha. Đó, các anh chị thấy là ở đây họ có đưa ra các cái thông tin hết rồi. Rồi, như vậy là hầu như chúng ta tin tưởng vào 100% ha, là cái hệ thống này nó của Near nha các anh chị. Nên anh chị thấy là ở đây họ được tạo ra bởi 23 ngày trước nè ha. Rồi lần gần nhất họ reply là 9 ngày ha. Có 12 người trả lời, 313 view, 10 user, 39 like và 2 link. Rồi ở đây các anh chị thấy ở đây người ta chào đón rất là ok ha. Suna Moon nha. Rồi không thể chờ đợi được nữa. Đó các anh chị thấy cái phản ứng của những người trong đây ha. Họ có những cái comment khá là hay. Rồi như vậy thì phần của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đánh giá xem coi là tham gia vào cái này chúng ta có lợi gì và không lợi gì. Cái rủi ro thứ nhất là nếu như mà cái trang này các anh chị mà nó không chính thống á, mà nó của một ai đó lập ra, mà các anh chị đưa cái đồng Near của mình vô ha, là các anh chị sẽ bị mất tài sản. Nhưng mà mình đã verify rồi thì cái này là các anh chị thấy an tâm rồi ha. Nó đã có cái governance Near này, họ đã vote cho cái này rồi. Thì cái phần này coi như là 100% là ok nha các anh chị. Rồi cái thứ hai á, là rủi ro chúng ta không có rồi nè. Bây giờ chúng ta có quyền lợi là chúng ta bỏ cái đồng Near và chúng ta farm ra cái đồng này. Rồi nó có giá trị thì chúng ta đi sử dụng các nền tảng khác, hoặc là có thể sau này chúng ta bán ra, nó có giá tăng cao thì chúng ta bán ra. Rồi chúng ta chỉ có lợi, chúng ta không có hại nha các anh chị ha. À, ở đây nó có một cái hay nữa đó các anh chị, chính là nó cho phép chúng ta sử dụng cái đồng ST Near nha các anh chị. Đây chúng ta có sử dụng được cái đồng ST Near này nè, là cái đồng mà được tạo ra do chúng ta staking ở Metapool á. Thì nó cho chúng ta trả, chúng ta quy ra chúng ta cái đồng này thì chúng ta sẽ không phải unstack ở Metapool nữa, mà chúng ta xách cái đồng ST Near này, chúng ta sẽ vào chúng ta lock lại trong cái nền tảng này để chúng ta nhận ra cái đồng JEDA này. Rồi rất là tuyệt vời nha các anh chị. Rồi dành cho các anh chị nào mà chưa nắm rõ cái chương trình này thì có một cái bài viết ở đây họ giới thiệu rất là cụ thể, mà tôi cũng đã gửi cái đường link này vào trong channel Telegram của The Crypto View. Thì các anh chị nào mà chưa tham gia channel Telegram thì các anh chị có thể vào cái đường link phía dưới phần mô tả, các anh chị vào để các anh chị nắm thêm các thông tin. Khi có những cái thông tin mới thì tôi sẽ đưa lên đây một cách nó nhanh nhất. Khi mà làm video thì nó sẽ ra chậm hơn. Ở đây thì các anh chị thấy là chúng ta có 20 ngày là free farming ha các anh chị, cho mọi người staking Near. Rồi staking Near thì nó sẽ farm ra mỗi một Near, nó sẽ cho một cái JEDA sau 20 ngày staking. Rồi Near thì không có bị khóa ha. Các cái đòn bẩy hoặc là các cái việc mà sử dụng Near thì unstack anytime. Rồi các anh chị có thể claim cái đồng phần thưởng của mình bất kỳ lúc nào vào cái ví Near Valid luôn các anh chị. Rồi no cap ha, cho cộng đồng staking Near bằng tổng cái lượng nó sẽ mai ra cái đồng JEDA này. Thì ở đây có một cái điều á, là nó không có nói chúng ta có thể staking cái đồng ST Near nha các anh chị. Nó không có nêu ra, nhưng mà trong cái phần mô tả của họ thì các anh chị thấy nó có cái phần ST Near.
thì họ có mở ngoặc để là optional đó, thì để xem coi là khi mà họ mở cái bull ra thì nó có cái bull near hay là bull ST near nữa, thì tùy theo lúc đó chúng ta sẽ có cái sự quyết định. Rồi, cảm ơn các anh chị. Như vậy là buổi chia sẻ về cái dự án Theta Farm trên nền tảng của Near Protocol. Đây là một cái dự án làm về việc xây dựng cái mạng lưới khách hàng thân thiết trên nền tảng của Near, rất là hay. Và video đến đây là kết thúc. Các anh chị yêu quý kênh thì các anh chị có thể cho tôi một nút like, một nút share và một nút subscribe để tạo thêm những cái động lực cho tôi có thể ra thêm nhiều cái video và tìm tòi hơn nữa nhiều cái cơ hội giúp cho các anh chị. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.